Khâu của đức công đặt ô trô được 30 tuần, một như bảy có thể sanh thừa được hay không? Hoàn toàn được bạn à. Ha, thì cái nếu như mà bạn một như bảy 30 tuần thì bạn vẫn có thể sanh thừa, đâu có vấn đề gì. Nhưng mà mình cố gắng mình kéo thai kỳ tối thiểu được trên 37 tuần thì là tốt nhất. Từ tuần lễ thứ 30 thì các bạn bắt đầu theo dõi sự phát triển của thai thông qua siêu âm Doppler, thông qua là đo tim thai hay là nông sắc tác hay CTG, hoặc là bạn có thể là mình theo dõi cử động thai ha, đó là cảm giác chủ quan. Và cái việc mà các bạn cũng hay đọc ở trên những cái không gian mạng là bạn nằm nghiêng trái, cố gắng nghiêng trái thì điều đó không đúng ha. Và chúng ta có thể nằm ngửa, nằm nghiêng, nằm sao thấy khỏe mình chúng ta nằm thôi các bạn.